Xin chào quý bạn và các vị đã đến với channel của mình. Và sau đây mình xin làm anh Google để thi IOE English Online lớp 10 vòng 10, 12 nhé các bạn. Ok. Gạn ông riêng. Mệt quá. Thì mình cũng giới thiệu với các bạn là mình đã có cái video thi IOE lớp 9 vòng 12 năm 2016-2017. Kết quả của mình và mới toàn luôn, xin không chào có xem nào thì mình mong là các bạn sẽ ủng hộ video này cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Mình là còn video lần này thì mình sẽ thi lớp IOE 10 vòng 12, đây là vòng thi mới nhất luôn, rất là nóng. Scarlet. Có thể là giải quan khó thôi nhé các bạn. Prepare. News reporting on TV. Nến. Breaking news. Xem cái này là press release gì nhỉ? Quay trở lại hai lần luôn. Làm bài thứ ba nào. Just delete in Vietnam, America. Please go to the window to pick up your ID card. Điều thứ ba thì có rất nhiều người. Điều hồ. Hai người thì bạn biết hồ. Which this car originally had to dodge the latest brand. Hay là latest model chứ. Đây là cái mẫu mã mới thì sẽ có 4 cửa sổ. Hay là 4 cửa sổ nữa. Xe này cũng Whom do you think nhầm. Her hands were so cold, so she could not do the typing. The team really good. Not because the coach had them practicing. Had them practice every night. Hát xem qua cái gì đó thì chắc là bấm mỗi phần hồi cãi nó thì mình nó được 100 điểm thôi, rất là vui. Nên là tuy có bài ba không được lắm nhưng mà mình không phải bấm nút quay lại, cái nút thần thánh này ai cũng phải từng bấm nó một lần. The film is often shown on TV at 8:30 in the evening. Oh my god. We are going to study overseas in America. In Africa. 3. His father is learning German with a teacher. German. So German. 4. I've still got the camera because no one has claimed it.
camera. 5. Này không phải là vòng 12 thì phải. Vậy mình nhớ mình có làm qua rồi. My wait in the queue has been 40 minutes so far. 40 minutes? Oh really? That's much? 6. You've waited 40 minutes? My class are going on a 2-day excursion to visit some caves. Caves. 7. Caves. Caves. This table is made of wood. Wood. Để xem cái wood đọc sao nhỉ? 8. Wood. Wood, không phải là wood. When we bought the house, we had to do a lot of painting and redecorating. We decorate, nhưng mà là rearrange. 9. Rearrange chắc là sắp xếp hay là cái gì vậy? It's been nearly 20 years since my father last saw his brother. 20 years. 10. We are having a meeting with the local authorities tonight. Authorities. Nghĩa là cái người ôi vãi thật. Mới có vòng 10 thôi nè. Họ thì cứ làm tiếp luôn. Nguyên một series. Lâu lâu sẽ làm xíu. Damn you, này là shampoo. What the heck? Cái này là cái gì? Đang mặt phát hả? Bài 3 luôn, skip bài 2 luôn. We flew to the island. Then hard. Thuê là hard. They inside the contract because there was a number of points they couldn't agree with. Damn you. Thôi thì là bài 2 rồi. Bài 3 cứ để đi. Mình hiểu vãi nồi. Đùa nhau à? Branches là cuối cùng mà sao mình không nhìn thấy nhỉ? Để mình fix hồi nãy lại sau. Out of work hình như là nghỉ làm thì phải. Apply grade. Đúng đi nào. Đấy, vậy được không? Suýt nữa thì tiêu. Cuối cùng được 100 trên 100. Rất vui. Sinh nhật youngest. I have much homework to do. Có nhiều bài tập để làm. If students are understand the notice, the instructions must be clear. Oxfam translation to the countries. Suffering from process of mining virus. Yes, come on. The house and this house. Pretty much this. What the fuck? What the fuck?